Rồi, chào các bạn mọi người nha. Hôm nay mình quay, hôm nay chúng tôi mình bên cậu năm năm nay trồng gần rồi xong rồi các bạn. Còn lại tiếp theo trồng ngô các bạn với ớt luôn. Hôm nay bây giờ sẽ gặp gặp này M2 các bạn. Mấy cái này chỗ đó này mới cày, hồi nãy thấy ổng bẻ mà cái đường các bạn. Bây giờ mình sẽ gặp nè. Làm cái gì ở đó đây? Cái gì ở đó đây? Dạ. Đẹp nè. Ruộng đây hả? Đây các bạn thấy M2 rất là đẹp nha. M2 đẹp. M2 đẹp quá trời, M2 dạ. đẹp luôn. M2 đẹp quay M2. Này đẹp mà nó nè. Đẹp nữa hả? Dạ. M2 đẹp quá trời đẹp luôn mà không quay. Dạ. Không quay uổng không, không quay M2 uổng không, M2 đẹp quá trời luôn mà không quay. Này đẹp nè. Người đẹp nè. Người đẹp nè, người đẹp tây đô nè. Bộ ổng có đi mà rửa tới tối nó kêu, đi vô kêu đi về không, mà ai về không. Ủa? Anh em M2 về không? Sợ nó coi đi quay phim có bà. M2 đẹp không? M2 đẹp quá. Này với M2 này đẹp nè. Thấy không, M2 đẹp. Tối ngày M2 đẹp không rồi. M2 đẹp. Đồ đâu, đồ đợi ông Phước nhạc đồ không là đẹp. M2. Năm. Rồi chụp lại nha. Rồi. Có biết bà Năm coi. Đẹp không? Đẹp. Đẹp quá, chụp bà Năm tấn rồi, bà Năm rồi chụp bà Năm rồi con. Dạ. Đâu coi cái, có thấy không? Trời chắc mưa nữa quá. Cảm nhớ luôn, của nó là cái gì vậy hả? Có quanh nó của nó cái gì vậy, đâu coi cái. Có, ông tới nhận, giờ ông xịt là 25 xào, ông bỏ ra. 25 xào cũng lượm hả? Con không biết. Ông có xả đâm lượm không? Có. Bỏ rồi, bỏ trong đó rồi đó. Đâm lượm nó dụm chùm dụm mỏ trong á. Thì con cũng vậy đó, con bỏ luôn á. Rồi vô bên đây sao quần đang chắc vô chậm mới xịt ngày về rồi. Hả? À. Rồi về hả? À? Về mai về. Bye bye. Dạ. Hello. Dạ. Bye bye rồi. Các bạn thấy không? Này thấy cậu Năm đang phụ giúp cho những mình ở bên đất ruộng đất trồng thủy sản với mình trồng gần các bác. À, cánh đồng quê các bạn, hôm nay rất đẹp mà với hồi nãy mình quay với M2 nó đẹp các bạn, bây giờ mình phải mặc bộ đồ đẹp người mẫu các bạn. Nhưng mà thấy cho mình mấy mình mà người mình ai mình tại cánh đồng này á đó, các bạn thấy không, tại cánh đồng này bây giờ mình phải mốt ngày mai là tháng 6 này có vụ xạ lúa rồi các bạn, bây giờ phải mới hôm nay là cài xóa rồi xong các bạn, mới cài xóa rồi mới bắt đầu mới cài số rồi xong á, bây giờ mình mới họ cài số rồi rất đẹp mà phải cho người mẫu á, người mẫu thấy hẩm M2 làm đi ruộng cho đẹp.
thấy cho nét đẹp này á, đẹp thấy mê á. Các bạn thấy không á, là một mà pico là trình hình á, này tử dân á, chúng tôi mình phải mình coi sẽ mình cho mình các bạn mình coi những cái người đẹp phải mình cho mà các bạn đánh bói nha. Dạ. Nha bạn thấy ai bây giờ phải mình chúng tôi mình phải mình vô các bạn. Các bạn thấy không, cậu ba năm nay đang vào một viên cái đất các bạn, hồi nãy chiếc máy cày mới xới các bạn, xới này toàn đất mềm thôi nha. Nếu các bạn thấy hổm có hành trình những tại cánh đồng rất miền quê các bạn, miền quê nhất miền Tây, mà mở hai mình sẽ mình đẹp nhất miền Tây các bạn, bây giờ phải mình rất đẹp, nhưng mà bộ đồ đẹp đẹp nhất miền Tây các bạn. Hôm nay mình chúng tôi mình ruộng này là của bà Năm, hôm nay mình đang là ruộng của cậu ba dưới đây. Cậu ba là năm nay đang vào ba cái đất các bạn, hôm nay bây giờ mình mình thấy không, hôm nay ổng đi ruộng rồi vào đất rồi xong á, dưới đây cũng ở đây ba cái cỏ này tùm lum các bạn, hồi nãy thấy ba cái cỏ ê hề các bạn, hồi nãy thấy toàn nhỏ ba cái cỏ không, hôm nay nó bị cỏ nó lên, giờ phải mình nhổ hết liền. Trên chấm năm nay như thấy bơm nước ruộng các bạn, bơm nước ruộng đồng năm nay bơm nước ruộng các bạn, mình thấy bơm nước các bạn thấy bơm nước bắt đầu, lại thấy hổm bơm bằng cái máy các bạn, cái máy đê thấy hổm chạy bằng cái máy này. Rồi xin hẹn các bạn mọi người nha, mọi người trong ngày mai đó là tháng miền Tây để sở hữu những búp bê mặc bộ đồ áo dài học sinh, mọi người cho mừng các bạn cùng xem nha. Chúng tôi xin tạm dừng, kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.